hai cặp nghệ sĩ luôn luôn hạnh phúc và vui vẻ. Anh Công Thành đẹp trai. Anh chưa đọc cái câu kế tiếp. Anh tính đứng lên thôi, nhưng mà và anh Tô Nguy đẹp trai hơn. Anh chiều cảm ơn. Nghĩa anh không đứng. Ồ, vì Tommy còn trẻ hơn Công Thành chút thôi. Tommy Ngô, cô Tommy Ngô có đôi mắt giống nghệ sĩ Hùng Cường. Vậy hả? Có không? Dạ không biết, không thấy. Không phải. Càng câu cải lương coi. Chắc vậy. Không, cũng hơi đó anh. Có không? Có. Có nhiều. Nhưng mà chỉ ăn cơm thôi. Chỉ ăn cơm thôi phải không? Dạ đúng. Ừ, anh Cường ăn nhiều phở lắm. Tommy Ngô và Linda là trai tài gái sắc. Yes. Thank you. Xin cảm ơn. Anh Lê ở Maryland. Úi dồi, nhanh hết giờ. Tiệm bánh mì của Linda ở chỗ nào? Tôi sắp qua Cali chơi mùa hè. Lần trước thấy Linda làm sốt ăn bánh mì, không biết có giữ lâu được không, và muốn mua thì phải làm sao? Cái sốt này Thành bảo đảm. Úi dồi, quý vị để trong tủ lạnh cả năm luôn. Thành đã thử rồi. Rất là ngon, kính thưa quý vị. Và tiệm của Linda là ngay góc đường Beach và McFadden. Westminster hay là đâu vậy ta? Westminster, cũng gần khu Bosa. Và số điện thoại là 714-898-5400. 898-5400. 714-898-5400, kính thưa quý vị. Trong khu chợ Mỹ Thuận. Dạ vâng. Anh Lê qua đây là biết liền. Maryland. Chị Nhung, Iowa gửi lời thăm mọi người trong chương trình. Chị Lin có thể hát bài Lòng Mẹ tặng mẹ em được không? Không thuộc phải không? Không thuộc. Rồi không thuộc. Xin lỗi. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Cao quá không được, thôi ngừng. Đó là một câu đó để tặng cho mẹ của chị Nhung. Em có bật CD của chị Lin cho má em nghe và má em không thể tin nổi chị hát hay đến như vậy. Anh Công Thành nói lại, ngày anh đi show ở Iowa để em đi ủng hộ. À, hình như là tháng 10 chị Nhung ơi. À, đầu tháng 10 chị Nhung nhớ đi nha. Chị Lin, Iowa, em gọi từ đầu chương trình bây giờ mới gọi vào được. Happy birthday chị Lin. Cảm ơn, thank you. Của chị Lin, Lin giống nhau quá. Và gửi lời chào đến tất cả mọi người trong đài VHN. Cảm ơn đài có chương trình hay và giải trí mỗi ngày. Hôm nay cảm ơn Tiffany. Và hôm nay đâu mất rồi. Hôm nay là birthday của ông xã tên Dũng. Vâng, một lát nữa Thành sẽ đọc. Nhưng đang ở Florida, không ở Iowa với tôi. Nhưng cũng đang coi chương trình Công Thành như tôi. Anh Dũng, anh làm gì bên Florida vậy? Đi ăn phở á. Ờ, Iowa không có phở à. Nhờ chương trình Công Thành gửi vài lời đến ông xã tôi. Tuy đang làm ở xa nhưng tôi cũng gần vì cũng đang coi chương trình Công Thành Show. Happy birthday đến ông xã nhá. Bỏ tô phở xuống. Hy vọng ông xã chỉ thích ăn cơm thôi, nó hay quá. Dù có thích ăn phở cũng đừng ăn phở. Hãy chờ về nhà rồi ăn cơm. Cảm ơn đại viết trên. Em và các con lúc nào cũng trông mong sum họp với anh sớm. Ok, anh về sớm nhá. Gia đình chị Xuân Mai, Maryland. Gia đình tuần nào cũng đến nhà bà nội xem chương trình Công Thành Show. Trong lúc chờ đợi gắn đài VHN tại nhà. Nhanh đi chị Xuân Mai. Nhưng cho dù cố gắng tại nhà đi nữa thì mỗi tuần cũng sum họp bên nhà bà ngoại cho vui và cùng chung coi chương trình. Gia đình rất thích anh Tommy và chị Linda. Ai hát cũng hay hết. Chị Huyền ở Texas. Tôi là fan trung thành của Linda và Tommy. Không biết khi nào anh chị về live show ở Texas để chúng tôi có thể đi ủng hộ. Chừng nào mà về là có quảng cáo liền. Dạ vâng. Chị nhớ xem quảng cáo. Gia đình Hướng Đạo ở Dallas. Mấy năm trước Công Thành và Lin có về hát cho gia đình Hướng Đạo. Đêm đó tôi có nhậu với Công Thành và Lin ở nhà hàng Arcancien. Úi dồi ôi, thành phố Garland. Không biết ai đây là ai này. Đây Thành nhiều người lắm. Con cá tên là con cá Ngộ. Gia đình Hướng Đạo rất thích chương trình Công Thành Show và mong hai vợ chồng Công Thành và Lin có thể về lại Dallas sớm hơn. Hình như cuối tháng 7, cuối tháng 8 Thành sẽ về. Anh gia đình Hướng Đạo nhớ xem nhé.
Chú Minh Nguyễn, New Jersey, hôm nay đúng là ngày birthday của tôi luôn. Hôm qua là 20 năm kỷ niệm đám cưới của vợ chồng tôi. Wow. Gửi happy anniversary anh chị Minh nhé. Gửi lời chúc sức khỏe đến mọi người trong gia đình nhờ có chương trình này. Gia đình tôi tuần nào cũng vui, tuần nào cũng coi. Cảm ơn vợ chồng anh Bruce Trần có chương trình bổ ích đến cho gia đình. Dạ, cảm ơn. Còn 3-4 phút nữa Thành phải đọc rất là nhanh. Hơi lố nha các anh cho Thành đọc nhé. Chị Vi Pennsylvania gửi lời thăm Tomingo. Tomingo đẹp trai. Chị rất là hâm mộ Tomingo. Quý trời ơi, ít có người Việt Nam nào mà đẹp trai, đẹp người, đẹp tướng như Tommy. Đứng nữa chào ba lần. Thấy Tommy và Linda hạnh phúc quá, chị thấy cũng rất vui. Bữa trước về Cali có ghé tiệm của Linda và Tommy mà không được gặp. Tức quá trời luôn. Khi nào Tommy có ghé Pennsylvania làm show, nhớ thông báo để chị đến ủng hộ chương trình và muốn được hôn Tommy một cái. Nếu Linda không cho thì cũng hôn đại luôn. Một cô giấu tên ở Louisiana, theo tôi biết con cá, công Thành nói là con cá vĩ vồ, không sai một ly, một bên trắng bụng một bên đen, không phải cá lưỡi trâu cũng phải cá ngộ, tôi biết vì tôi đã ăn qua và ăn rất là nhiều lần. Dạ tôi cảm ơn chị. Chú Minh và Virginia, tôi gọi từ đầu giờ chương trình, gọi lâu quá mới gọi được chương trình hay quá, Lin vẫn còn đẹp và trẻ quá. Thank you. Công Thành nè, Công Thành quá là may mắn để Thành nói lại, Lin rất là hên gặp Công Thành. Chú Are nói. You sure that's what she said? Nghĩa sữa thì vẫn còn đẹp trai. Hot. Mà dạo này có vẻ mũm mĩm hơn ngày xưa. Anh Nghĩa Sữa đang uống sữa con thỏ hay ông thỏ hay là sữa con chim? Có em giờ ăn bánh mì Linda với lại hamburger của anh á. Đúng là nhờ vậy phải không? Quá trời mũm mĩm luôn. Khi anh Nghĩa Sữa về Việt Nam dạo này mưa nhiều lắm. Nhớ mặc áo mưa cho kỹ. Có một câu nữa không dám đọc. Sợ anh mang cái đó về đây. Đừng mang về đây nhé. Nhớ mặc cho kỹ. Chúng tôi đang coi và thích mọi người trong chương trình ghê lắm. Tommy và Linda rất đẹp đôi. Chị Lin mặc áo dài đẹp quá. Cảm ơn Lin đã mặc áo dài Việt Nam quá là đẹp. Dạ, cảm ơn chú Minh. Anh Henry ở Indianapolis. Mười mấy anh em đang nhậu lai dai. Trời ơi, nghe thèm quá. Và thưởng thức chương trình Công Thành. Không biết Nghĩa Sữa gội đầu bằng xà bông. Nghĩa Sữa gội đầu bằng xà bông gì? Để tụi em biết, để tụi em né. Em gọi xà bông bột mà. Đấy. Túi U theo anh nhé. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày sinh nhật của Lin. Ngày mai mới là của Lin, nhưng mà Thành đọc trước. Tại ngày mai không có show. Sinh nhật của Olivia, Bảo ở Georgia, Mi Georgia, Nguyệt California, Helen Pennsylvania, Phương Pennsylvania, Eric Georgia 1 tháng, Janelle Minnesota, anh Dũng Florida, Liên Iowa, Thảo Ly Maryland, anh Minh New Jersey, Thiên Indianapolis, Trina Texas, Calvin Florida và Tuyết Maryland. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to all. Yes. Happy birthday. Ooh. Dylan, Olivia, Bảo, My, Nguyệt, Helen, Phương, Eric, Janelle, Dũng, Liên, Thảo, Ly, Minh, Thiên, Trina, Calvin và Tuyết. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday
birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Và kính thưa quý vị, một lần nữa thành xin được thành thật cảm tạ tất cả quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay cho đến giờ phút chót, và thành xin được hẹn lại tất cả quý vị vào tối thứ tư tuần sau cũng một chương trình thật là đặc biệt đem đến cho tất cả quý vị của Công Thành Show VHN TV. I love you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Come on, yeah. Happy birthday. Happy birthday, everybody. Happy birthday.